Lang luôn luôn là quả quyết tính cách, quyết định liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cứ việc nàng biết là như vậy, sau khi đó chính mình có thể sẽ bỏ qua đời này người trọng yếu nhất, nhưng nàng vẫn như cũ, việc nghĩa chẳng từ nan, coi như là thiên thần lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải thử xem. Nếu không thì nàng cả đời này đều sẽ có như vậy một cái khúc mắc. Hai thế chung tình kế tục, mỗi một tên lưu lại làm dính đều bày ra chính mình, biểu đạt cảm tính rất nhanh. Nhạc đệm tần hiệu ra, đệ tam phần đoạn cuối cùng đã kết thúc, cuối cùng cũng coi như mặt sau chưa từng xuất hiện ra phía trước những vấn đề kia. Lam Mộc Tử cùng với Đường Âm Mộng liếc mắt nhìn nhau, Đường Âm Mộng lại nói, hai thân hồ Thượng Hải thần duyên, ra mắt đại hội tiến vào đến lúc này đã quá bán rồi, nhưng ta nhất định phải nói đúng lắm, chân chính những tử hiện tại, tái thời khắc này mới bắt đầu, hết thảy các nam sinh, các người có thể cầu khẩn, đón lấy đệ tứ phân đoạn này, đem quyết định các người có phải là hay không có ôm đến mỹ nhân quỳ trở về. Lam Mộng Tử lúc này gật gật đầu rồi nói, đúng vậy, lập tức sắp sửa bắt đầu, chính là kỳ trước hải thần duyên ra mắt ở trong đại hội kích động ra nhất trong lòng người thờ khắc. Đệ tứ phân đoạn, tam sinh hữu duyên, cuối cùng kết cục, ở cái này phân đoạn bên trong chỉ ít là hội quyết định là quá 70%. Vì lẽ đó, ta phải nhắc nhở chư vị hải thần tiên tử, các ngươi đều phải thận trọng lựa chọn, bởi vì một khi lựa chọn, như trước không thể nào thay đổi. Vì lẽ đó, thấy rõ các ngươi lộ tâm của chính mình, không muốn làm ra tương lai của mình hối hận dự tính. Các nữ sinh vẻ mặt bất mãn, như trước ánh mắt như trước đều trở lên chăm chú lên. Lam Mộng Tử lúc này nhìn về phía nữ sinh thứ 17, lúc này khăn che mặt vẫn chưa tháo xuống, trầm giọng nói, hiện nay mới thôi, chỉ có hai vị đầu bồng khăn che mặt vẫn còn, như vậy hiện tại các người trước tiên muốn tuyển chọn chính là có hay không có lấy xuống các người ở trên mặt xa này. Nếu như vào lúc này còn không lấy xuống như vậy, sau khi các người đem không có lại lấy xuống đầu bồng khăn che mặt cơ hội, bởi như vậy mời các người thận trọng lựa chọn. Mà bởi vì các người trước đối với tự thân khăn che mặt này bảo vệ ưu gì, nay ở thứ tự phân đoạn lấy xuống khăn che mặt sau khi đó, các người có thể ưu tiên tiến hành đệ tứ phân đoạn này tân sinh hữu duyên. Hiện tại cho các người một chút cân nhắc thời gian. Một cái lanh lảnh dễ nghe, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hải thần duyên ra mắt âm thanh vang theo, nói chuyện chính là số 18 nữ sinh. Chỉ thấy nàng lúc này khoát tay, lần lấy xuống đỉnh đầu của nàng đỏ bồng khăn che mặt, lộ ra một tấm tuyệt sắc kiểu nhan, màu bạc xõa dài, một đôi tử thạch anh bản cho người ta phảng phất tử thạch anh giống như vậy, ngân mắt tím coi như là tinh nguyệt ánh sáng, ở nàng lộ ra vẫn là tướng mạo thời điểm cũng không khỏi vì đó mà thất sắc. Hai thân hồ trên mặt, hết thảy vầng sáng ở trong trước mắt này phảng phất đều trở thành nàng tôn lên. Hết thảy ánh mắt ở trong nháy mắt này đều rơi vào trên người của nàng. Long thương lữ thần, không biết là ai trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thoáng qua, bên bờ cũng đã có tiếng kêu kinh ngạc khắp lời vang lên. Ngay cả hải thần hồ bên trên mặt hồ lộ viện các nam sinh học viên này, ánh mắt đều trong nháy mắt trở lên nóng bóng. Tuy rằng trước vẫn ở truyền thuyết, nói long thương lữ thần tham gia lần này, hải thần duyên ra mắt đại hội, nhưng dù sao chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Vào giờ phút này, thật sự ở trong hải thần hồ ở trên mặt nhìn thấy vị này long thương lữ thần. Mọi người cảm giác đầu tiên chính là sự lãnh khắc đệ nhất mỹ nữ thực sự đã đến rồi. Vũ Thị Đoá, Diệp Tình Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cũng rất đẹp. Thế nhưng mà cùng với nàng so với thì chung thua kém một phần. Long thương lữ thần vẻ đẹp không chỉ là tướng mạo bản thân, càng là tự thần khí chất cùng với tướng mạo dung hợp, còn có cái kia ôn nhu như nước ánh mắt lớn như nhất định phải hình dung, và cũng chỉ có hoàn mỹ không một tỷ vết cái từ này thích hợp nhất. Đường Phu Lân ánh mắt hơi ngẩn ngơ, ngày hôm nay nàng thật là đẹp, ở hải thần hồ cùng với chu vi ánh sáng ánh đèn lủ lên, nàng thật sự khác nào lằng bà lữ thần. Cười tươi xói đứng ở lời đó, một mặt thảo thế yên nhiên, thậm chí còn không quên lè lưỡi ra. Người bình thường khoảng cách 100 mét đã rất khó nhìn rõ đối mặt rồi, nhưng Đường Vũ lần như trước làm sao có khả năng không nhìn thấy. Lam Mộng Tử của một Đường Âm Mộng lúc này đều hơi ngẩn ngơ. Lam Mộng Tử lúc này không nhịn được rồi nói, Na học muội, ta còn tưởng rằng ở bên ngoài tin đồn rằng người muốn tới tham gia ra mắt đại hội này chỉ là tin đồn, không nghĩ tới thật sự đến rồi, người có thể còn chưa tới 18 tuổi. Na nở nụ cười xinh đẹp, dựa vào đấu la đại lục quy định, 16 tuổi cũng đã là người trưởng thành rồi, ta làm sao liền không thể nào tới đây, ta có lão sư phê chuẩn nha. Đường Âm Mộng lúc này cười nói, được rồi, Na, người nãy vừa đến, nhưng là phải để cho danh tiếng tiến hành hải thần duyên ra mắt đại hội ánh sáng tỏa sáng, chỉ là người thật sự muốn tuyển chọn ra một vị tâm nghi đối tượng sao, người có thể phải cẩn thận nha. Khi Đường Phu Lân nhìn thấy Na không chút sầu sự gật đầu thời điểm đó, nhất thời một mặt kiếp sợ, sau đó trong lòng tràn đầy phất uất hướng về chủ vị mà nhìn lại.
Đến tuột cùng là ai? Là ai dĩ nhiên có thể làm cho Na có chóng? Và cũng chỉ chính là mình thân ái nhất muội muội. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở lên hung ác, hướng về bốn phía nhìn lại. Vào giờ khắc này, nhưng căn bản không ai lưu ý tới ánh mắt của hắn, coi như là lòng vương lòng dược, lúc này cũng đã hoàn toàn bị diễn quang bắn ra bốn phía của Na hấp dẫn. Một bộ tên nam sinh học viên này ánh mắt hầu như đều tập trung trên người của nàng. Na cười tươi rói rói đứng ở lối đó, không thể nghi ngờ chút nào, cũng để cho những người khác lội viện các nữ sinh có một chút ảm đạm phai mờ. Có chút nữ sinh mặt cười ở trên đá toát xa buồn bực vẻ mặt, có nàng ở đây, ngày hôm nay trận này ra mắt đại hội liền có một chút không giống. Lam Mộng Tử lúc này ở trong lòng khẽ nhúc nhích rồi nói, vì đối với những nữ sinh khác có công bằng, nên Na học muội người đã có tâm nghi đối tượng. Như vậy, đệ tử phân đoàn tam sinh hữu duyên này không bằng đến cho người đi tới lựa chọn tâm nghi đối tượng đi. Chúng ta đều rất muốn biết, đến tuột cùng là vị nào mười may mắn như vậy, có thể làm cho chúng ta lòng thường lữ thần nhìn thấy. Lời vừa nói ra, các nữ sinh nhất thời đều thở phào nhõm nhõm, mà nam sinh ở bên này bầu không khí như trước ở trong nháy mắt sốt sáng lên trên đến. Hầu như 90% trở lên nam sinh đều trong nháy mắt sơ cao lồng ngực, lớn như có thể bị lòng thường lữ thần chọn giống. Chuyện này quả thật chính là một đời chuyện may mắn lớn nhất. Các nữ sinh thở một hơi tự nhiên là bởi vì nàng trước tiên chọn lựa đối tượng, sau khi đó các nam sinh chỉ cũng là tuyệt vọng rồi, đối với ảnh hưởng của nàng cũng sẽ rơi xuống thấp nhất. Na gật gù rồi nói, tốt rồi, vậy ta đi tới. Lam Mộng Tử làm ra một cái dấu tay xin mời. Được rồi, như vậy xin mời số 18 Na học muội đến người tâm nghi người kia bên người đi thôi. Không biết chúng ta các nam sinh có hay không tim đập nhanh hơn cảm giác. Na khẽ mỉm cười, cũng không gặp hắn làm sao dáng vẻ, trên người lóa lên ánh bạc, số chân lá sen nhẹ nhàng phiêu đãng mà ra, ở trên mặt nước vẽ ra một đạo ngấn nước, thẳng đến đối diện nam sinh trận doanh mà đi. Đường Phụ Lân có thể rõ ràng nghe được, ở bên cạnh chính mình tiếng hít thở đều trở lên gấp gáp lên, còn có kịch liệt tiếng tim đập. Không nghi ngờ chút nào, các nam sinh lúc này đều nằm ở hết sức phấn khởi trong trạng thái. Lá sen phiêu đãng càng ngày càng gần. Na mặt cười ở trên trước sáu mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được nàng cái khuynh thành tuyệt sắc mang đến chấn động. Dù cho những này lộ viện các nam sinh lịch lực vi phạm, lúc này cũng không khỏi từng cái hòa mắt mê mẩn. Có vợ như thế này còn cầu mong gì nữa. Tuyển ta đi. Hầu như mỗi người đều có trong lòng tiếng hò hét. Gần rồi, 100m, 80m, 50m, 30m, tốt rồi, người đã gần trong răng tấc. Tất cả mọi người hơi thở không khỏi càng ngày càng gấp gáp lên. Một tên nam sinh không nhịn được trực tiếp thả ra chính mình võ hồn. Từng vòng lá mắt hồn hoàn từ dưới chân quán bốc lên, bày ra thực lực của bản thân, hầu như là ở trong nháy mắt này tiếp theo. Quá nửa nam sinh ở trên người, hồn hoàn ánh sáng tất cả đều lượng lên, trong lúc nhất thời, đem hải thần thủ ở trên mặt đất này chiếu rọi sáng màu sắc rực rỡ. Ở trên lâu thuyền, Na nhà đầu này thật sự là có người thích sao? Quang ngắm đố là lòng dạ nguyệt kinh ngạc hướng về bên người hải thần các chủ Vân Minh hỏi. Vân Minh cũng là một chút kinh ngạc rồi nói, chưa từng nghe nhà đầu này nhắc qua, nhà đầu này bảo mật tổng công tác, làm cho cũng thật là tốt, có điều ta ngược lại thật sự là muốn nhìn ra, ai có thể xứng với đồ đệ này của ta đây? Lòng dạ nguyệt khẽ mỉm cười rồi nói, không nỡ sao? Lữ lớn bất trùng lưu, có điều nhà đầu này cũng đúng là sớm điểm, lên 18 tuổi đều không kịp đợi sao? Vân Minh lông mày cau lại, ở trong lòng của hắn, Na lạng khác nào con gái bình thường tồn tại, nàng đột nhiên có tâm nghi đối tượng, đây là Vân Minh cũng vô cùng giật mình, đồng thời cũng có một chút không muốn. Bên người, Thánh Linh Đấu là Nhã Lệ nhẹ nhàng nặn nặn tay của hắn, hướng về hắn khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, Na tuyệt đỉnh thông minh, có thể làm cho nàng có trọng làm sinh, nhất định có chỗ đặc thù, yên lặng xem biến đổi đi. 10m còn kém cuối cùng là 10m, khoảng cách của Na gần nhất, một tên nam sinh đã hướng phấn trận to hai mắt, trơ mắt nhìn cái kia tuyệt sắc gia nhân hướng về mình mà đến. Cái cảm giác này thực sự quá kích thích. Đường Vô Lân ở trong ánh mắt sát khí bắt đầu là bắn ra bốn phía, nhìn chăm chú tên nam sinh kia, hai tay đã nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng thầm nghĩ, muốn cùng với Na trước tiên muốn quá chính mình đã, cửa ai này mới được, lớn như ngay cả chính mình đều đánh không lại, dựa vào cái gì có thể bảo vệ Na của ta đây? Đúng vậy, chính là như vậy. Có người nói hải thần duyên ra mắt đại hội này, cái cuối cùng phân đoạn là có thể cướp cô dâu. Hừ, bất luận là nào tuyển chọn ai, đến thời điểm đó đều muốn cùng với hắn tranh tài một phen mới được. Đang lúc này, là ở dưới chân lá sen đột nhiên ở trên mặt đất vẽ ra một đường vòng cung. Duyên sáng đường vòng cung này lặng yên độ lệch, thẳng đến đường Vô Lân bên này phương hướng mà tới. Không nói chuẩn xác, hắn là hướng về Long Dược phương hướng. Long Dược lúc này quỳ chấn động, kinh ngạc nhìn về cái kia càng ngày càng gầm tuyệt sắc dung nhan.
hắn đối với chuyện nam nữ luôn luôn nhìn xa không nặng lắm, coi như là tâm ở bên trong tuyệt đại đa số đối Vân Nhi, cái kia cũng là bởi vì ở trong lòng của hắn chỉ có đối Vân Nhi sùng nhan cùng với thân phận xứng với chính mình. Nhưng mà hắn mắt thấy tên này dùng mạo so với Vân Nhi còn muốn càng đẹp hơn rất nhiều lần, khí chất càng là làm cho người ta chấn động thiếu nữ cách mình càng ngày càng gần tới. Trái tim của hắn nhiều trước có một chút không chỉnh tề ra tốc nhảy lên trên, hắn đột nhiên có loại cảm giác phảng phất đây chính là gọi là nhất kiến trung tình sao. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy chính mình vẫn luôn luôn không có bạn gái, càng là đang đợi thời khắc lấy đến. Ở trong lòng của hắn đầy dẫy các loại khó phần ý được ý nghĩ đồng thời, Na đã đến cách hắn càng gần, thậm chí là gần ở trong gang tấc. Đường Phu Lân trợn to hai mắt, không Na, ngươi không lên tuyển hắn, hắn chính là người của Tinh La Đế Quốc, hắn... Đường Phu Lân hiện tại hận không thể nào muốn một cái bóp chết lòng sược. Bên bờ bên trên, ngoài viện các đại tử cũng đều đã là xôn xao, rất nhiều người cũng không nhịn được mà đã gọi lên. Lên như bọn họ, lòng thường lưu thần cuối cùng lựa chọn một tên đến từ Tinh La Đế Quốc sao lưu sinh làm bầu bạn. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Na ở dưới chân lá sen tung bay, tốc độ chậm mấy phần, lẳng liếc Đường Phu Lân một chút, nhìn Đường Phu Lân hai tay nắm quyền, chân to hai mắt nhìn mình, sau đó sẽ đem lòng sực thời điểm hai con mắt phun lửa dáng vẻ, không như đường khỉnh xả môi thơm rồi nói, phù phù một tiếng bật cười. Ngân quang hờ lóe lên, lá sen lần thứ hai xa tốc, mắt thấy khoảng cách long giờ cùng với chính mình chỉ có 3 mét.